Tấm bản đồ vượt thời gian và bí ẩn về nền văn minh cổ đại ở Nam Cực Kể từ khi tấm bản đồ Piri được tìm thấy thì rất nhiều tranh cãi và câu hỏi đã được đặt ra xoay quanh đó phải chăng có một nền văn minh bí ẩn đã khám phá ra Nam Cực. Châu Nam Cực là lục địa nằm xa nhất về phía nam của trái đất với lớp băng có bề dày trung bình là 1,9 km, bao phủ tới 98% diện tích bề mặt, được bao phủ bởi Nam Băng Dương. Điều đó khiến cho nơi đây trở thành một trong những nơi hẻo lánh tách biệt với phần còn lại của thế giới. Và với diện tích là 14 triệu km vuông, châu Nam Cực là lục địa lớn thứ năm về diện tích, cấp đô diện tích của nước Úc. Chính vì sự rộng lớn này, châu Nam Cực vẫn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn mà chúng ta chưa thể khai phá hết được. Tất cả những gì mà chúng ta biết về lục địa này chỉ mới khoảng 170 triệu năm về trước, khi nó là một phần của siêu lục địa có tên gọi là Gondwana mà sau này đã tách ra thành châu Nam Cực, Nam Mỹ, Châu Phi, Madagascar, Ấn Độ, Bán đảo, Arabia, Úc, New Guinea và New Zealand. Trong đó, thì châu Nam Cực được tách ra khỏi siêu lục địa vào 25 triệu năm trước. Các chuyên gia cho biết, mặc dù siêu lục địa Gondwana có trung tâm nằm ở vị trí của châu Nam Cực ngày nay, nhưng khí hậu lại rất ôn hòa, chứ vì nhiệt độ khi đó cao hơn bây giờ rất nhiều. Do đó, châu Nam Cực cũng từng có hệ động vật thực vật vô cùng phát triển, chứ không hề lạnh lẽo, khắc nghiệt như hiện nay. Thậm chí, nơi đây từng có những cánh rừng rậm với những dạng sống cổ đại phát triển mạnh mẽ. Vậy, điều đó có ý nghĩa gì? Giống như các lục địa khác tách ra từ siêu lục địa Gondwana như là Nam Mỹ, Châu Phi, Ấn Độ, và chăng Nam Cực cũng từng có con người sinh sống, đã có rất nhiều bản đồ cổ đại mô tả lại việc nhiều phần của Nam Cực từng không bị băng bao phủ. Trong đó có một bản đồ rất nổi tiếng và cũng gây tranh cãi rất nhiều vào năm 1513 do đô đốc hải quân Ostoman của Thổ Nhĩ Kỳ có tên là Piri vẽ trên da của Linh Dương phải mất gần 500 năm sau thì người ta mới tìm thấy nó, năm 1929 bởi nhà thần học người Đức Gustav Adolf Dismann, sinh năm 1866 và mất năm 1937 và được nhà đông phương học Paul Kahn thẩm định đây là bản đồ Pirates. Những người khi đó đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện một số khu vực vốn chưa từng được con người khám phá, biết tới như là vùng Queen Land ở Bắc Nam Cực tại thời điểm tấm bản đồ ra đời. Vì con người lần đầu tiên đặt chân lên Nam Cực không sớm hơn năm 1820, bí ẩn đó khiến người ta phải đặt ra câu hỏi tại sao Piri có thể vẽ lại chính xác bờ biển phía Nam Cực ở phía Bắc khi mà lúc đó thì con người còn chưa biết đến sự tồn tại của nơi này. Đây là tấm bản đồ được vẽ nên từ rất nhiều nguồn, 10 nguồn Ả Rập, 4 bản đồ xứ Anh Điên và một bản đồ của Columbus. Nhiều người cho rằng Pirouret đã sử dụng một nguồn bí ẩn từ một nền văn minh cổ đại để vẽ nên tấm bản đồ này. Ý tưởng này được tiến sĩ Charles Hapgood sinh năm 1904 và mất năm 1982 của Đại học Harvard đề cập trong cuốn sách Bản đồ biển King cổ đại năm 1966 khi ông được cơ trưởng Lorenzo V. Bosworth của lực lượng không quân Hoa Kỳ gửi một lá thư. Trong đó chỉ ra việc bản đồ Biri dường như đã mô tả chính xác đường bờ biển Nam Cực trong tình trạng đóng băng và được Eric Von Dacken, đề cập lại trong cuốn sách cổ xe ngựa của các vị thần Chariot of the Gods xuất bản năm 1968, và phải chăng có một nền văn minh hàng hải thời tiền sự đã có ở bờ biển Nam Cực mà chúng ta đã không thể biết tới sự tồn tại của đó vì đã bị lớp băng dày bao phủ, che lớp dấu vết của nó. Đó vẫn là một bí ẩn với các nhà khoa học và gây tranh cãi tới ngày nay. Hiện thì tấm bản đồ Piriret đang được cất giữ rất cẩn thận trong Thư viện Cung điện Tovkapi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.